Cho gia đình Dương gửi lời chào đến mọi người nha. Chào mừng cả nhà đã đến với kênh Vợ Việt Chồng Ấn Cuộc Sống Ba Lan. Đây là chuyến đi chơi cuối tuần của cả gia đình Dương nè. Nhưng mà Dương không có thời gian để post video luôn. Hôm nay Dương mới post được cho cả nhà mình xem. Đây là cái đường mà đi ra trong khu dân cư Dương ở á. Cái hoa hồng nó đẹp quá trời đẹp luôn. Cái Dương nói anh chồng Dương quay cho cả nhà xem đó. Phía bên tay phải mình đó, hoa hồng không luôn. Để Dương giới thiệu sơ về thành viên trong gia đình của Dương, để cho các bạn mới biết được thành viên trong gia đình của Dương nha. Thì Dương sống cùng với mẹ chồng Ấn Độ nè, rồi hai vợ chồng Dương với Ranvi. Gia đình có 4 thành viên đang sinh sống tại Ba Lan. Gia đình Dương thì không có thuộc diện định cư tại Ba Lan đâu, chủ yếu là do anh chồng của Dương á, có công việc ở bên đây nè, đang làm việc tại Ba Lan, cho nên là cả gia đình Dương cũng ở đây cùng với anh chồng của Dương luôn. Cả nhà có thấy là gia đình Dương á, nó đi chơi mà sao không thấy nó đi đâu hết trơn vậy, cứ thấy gia đình nó đi bộ không vậy? Đây dạ là tại vì ở bên Ba Lan á là có phương tiện công cộng á, là có xe lửa nè, rồi xe buýt, xe tram rồi nữa. Trong khu dân cư của mình á cũng có nhiều phương tiện cho mình lựa chọn để mình đi. Nhưng mà nhà Dương á, mình muốn đi ra mà gần á, mình không cần lội bộ thì mình đi xe buýt. Nhưng mà đi xe buýt nó rất là mệt, do là xe buýt đôi á, nó chạy nó dừng nhiều điểm dữ lắm. Trời ơi, Dương thấy trên đường cái hoa đẹp quá, cái Dương quay cho cả nhà mình xem nè. Nhưng mà Dương không có nói tên được hoa nha cả nhà, thông cảm, tại vì Dương không có biết hoa nó tên gì đâu. Đi bộ một cây số thì tới cái trạm xe tàu lửa. Ở đây thì di chuyển bằng tàu lửa nó thuận tiện lắm. Tàu lửa cái mình di chuyển, cái mình xong rồi cái mình đi bằng tram, rồi đi tới cái chỗ mình cần đến. Chào bác, chào cô chú. Nó Dương mới quay một vòng cái bến tàu lửa. Cái bến này nó cũng nhỏ thôi, cho nên cái trạm này mọi người thấy cũng nhỏ. Dương tới mấy cái bến mà dạng người ta cũng có dài cái bến lớn mà để đi nhiều tỉnh hoặc là đi ra ngoài nước khác luôn á. Còn cái bến này trong nội khu với lại khu dân cư Dương ở cũng xa xa, cho nên là nó cũng hơi nhỏ. Xin chào bà ba, xin chào Đan Vi, xin chào cô chú. Ranh Vi với ba ba matching quá ta. Nó ở trạm tàu thì người ta có cái bảng thông tin là cái giờ chạy với điểm đến rồi chỗ nào, tàu số mấy rồi đó, mình cũng thuận tiện dễ đi lắm. Trời ơi, nhà Dương á, đi cái này á, là thấy cũng cực, nhưng mà có điều mình không có bị say xe. Mẹ chồng Dương thì sợ đi xe taxi á, say xe, cho nên là thích đi xe tàu lửa. Để đi tới cái điểm mà khu trung tâm thương mại mà để chơi á, thì nhà Dương đi tàu lửa xong, bây giờ Dương đang đứng ở cái bến tàu tram nè. Cái xe tram này á, thì nó chạy trong nội khu thành phố thủ đô Warsawa á, thì ai mà ở gần trung tâm á, thì có cái xe tram này đi tiện. Từ nhà Dương á, thì không có xe tram, mình phải bắt từ xe tàu lửa, từ tàu lửa mình mới chuyển qua xe tram để mình đi tới cái điểm mình chơi nè. Mình đi phương tiện công cộng gì thì giá nó rẻ. Nguyên gia đình Dương như vậy đó là mua cái vé mà kiểu cuối tuần á, là thứ bảy chủ nhật 2 ngày luôn, thì là có 40 slotty là 240.000 tiền Việt mình á. Là mình muốn đi tàu lửa, xe tram, xe bus gì, miễn phương tiện công cộng á, là mình lên mình đi, mình không có giới hạn gì hết á, mình muốn đi bao nhiêu chuyến gì cũng được, cái chỉ giới hạn là trong 2 ngày thứ bảy chủ nhật á. Sau khi vượt 12 cây số thì gia đình Dương đã tới cái trung tâm thương mại Westfield Arcadia. Cái trung tâm thương mại này là lần đầu tiên gia đình Dương tới luôn á, tại vì mấy cái trung tâm thương mại kia có đi vòng vòng gần nhà thì đi hết rồi, có cái này mới luôn nè. Nhưng mà lại đây thích quá cả nhà ơi, không gian rất là rộng, rất là lớn mà lại mới nữa. Cái này giống như là người ta mới xây sao á, cho nên nhìn rộng, nhìn thích quá à. Còn mấy cái Dương đi hồi lúc trước thì họ xây lâu rồi, cho nên nó hơi nhỏ, với lại nó cũng không có đầy đủ giống như cái chỗ này. Nhìn chỗ này thích quá à. Hôm nay đi mà gặp trời nó ui ui, nó chuyển mưa nè cả nhà. Bây giờ tiến vô đi bộ. Ở đây thì người ta xây được, người ta chừa rộng dữ lắm, cho nên mình muốn đi vô mấy trung tâm thương mại đồ là rộng rãi lắm, mà thêm cái này mới xây nữa cho nên nó chừa quá trời rộng luôn cả nhà ơi. Đó, nguyên cái trung tâm thương mại nè. Dương thấy Dương thích quá à. Dương nói anh chồng Dương á, chưa vô trong nhưng mà nhìn bề ngoài thấy lần sau là muốn đi tới trung tâm thương mại này chơi. Anh chồng Dương nói xa á em. Ôi, Dương nói 12 cây số đâu có xa gì đâu, kệ, chịu khó đi, mà mình thích hơn mình đi mấy cái chỗ kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi tới đây là hơn 1 giờ rồi, nhà Dương đói bụng quá, nói thôi đi lên lầu tới cái chỗ mình ăn trước đi rồi mình đi chơi sau. Bây giờ mình đi vô trong đây mình coi coi có nhà hàng nào hợp với cái khẩu vị. À con đi vô với ba. Đi vô với ba. Dương thấy có nhà hàng Trung Quốc nè. Đi đi con. Ba ngày ba lần trước nè. Với lại nhà hàng Ý mà món đi, đi Nhật con. Sushi là mẹ chồng Dương với anh chồng Dương là ăn không có được rồi đó. Mà món Hoa thì cũng không thích lắm, thích đi vô ăn món Tây rồi. Đây là nhà hàng Ý nè, là pizza, spaghetti rồi đó. Bây giờ mình đang ở bên Ba Lan thì mình ăn mấy cái món này nó sẽ ngon hơn. Nhà hàng Ý thì phải lên cầu thang đi lên trên tầng trên của ngay cái chỗ hồi nãy á, nó có cái đường đi lên nữa. Nhà Dương tới nè, Dương quay một vòng cả nhà xem cái bố trí khung cảnh ở đây nha. Bàn ghế gọn gàng ha, nhưng mà cũng ít không đông hung ha. Ở dưới thì thấy nhà hàng Hoa đông lắm. Chắc là ở đây người ta ăn món Tây, người ta ngán, người ta thích thử món châu Á ha. Đây là nhà Dương lựa được cái chỗ ngồi này ưng bụng nè. Tại có Ranvi á, định ra ngoài ngồi, thích ngồi ngoài, hít thở không khí ngoài trời kia. Nhưng mà gió quá à, trời mưa đó, gió mạnh với lại Ranvi thấy không an toàn. Thôi rủ nhau ngồi trong đây cũng được. Ở đây thì không có nóng, thời tiết ở đây thì nó lạnh, nó ngồi trong đây thì cũng mát mẻ lắm. Bà ba đang gọi món nè, Ranvi nó cũng sốn sắn hết trơn à. Nó mà là gọi món là phải cho nó một cái menu giống vậy đó, bắt đầu nó lật, nó chỉ. Hai cha con nó lựa đồ ăn. Trời mưa. Đi tới đây mới mưa, hên quá. Đây Dung quay không gian ở phía ngoài nè. Do là ở trên tầng 2 á, cho nên là mình nhìn xuống đất á, thấy nó đẹp quá. Dung thích cái không gian chỗ này ghê á. Bởi vậy Dung lên tới đây rồi cái Dung lại nói anh chồng Dung thôi lần sau mình gán đi xa xa, mình ghé đi chơi đi. Chỗ này cái không gian nó thoáng mà lại nhà hàng nó bố trí hợp lý, nó có view đồ bên ngoài nè, nó không có bị bích chịch. Mấy cái chỗ kia Dung đi nó bích quá à, Dung không thích. Cái đó có ban công nào nữa, nó mà mình ngồi là nó mát mẻ lắm luôn. Rồi người ta cũng có bố trí mấy cái khu trò chơi trong cái nhà hàng này luôn nè. Chỗ nhà hàng Ý nè cả nhà, người ta cho cái khu chơi cho em bé gì nè, để cho ba mẹ rồi có con nhỏ để nó ở đây nó chạy lung tung. Nó vô đây nó chơi xíu. Đang chờ đồ ăn lên thì Dương cũng cho Ranvi nó đi vô đây nó chơi xíu nè. Chu cha ơi, bộ đồ của Dương hôm nay đỏ rực rỡ luôn. Cái đi vô trong cái chỗ này màu đỏ nữa, cái Dương mới thấy nhớ lại bộ đồ của Dương nè. Nói bữa nay sao mình mặc đồ nổi dữ vậy ta. Chưa nữa mặc đồ nổi còn thêm đeo tùm lum thứ nữa chứ, đeo vòng, đeo dây chuyền, đeo bông đồ nữa. Bình thường Dương lười đeo vòng dây chuyền rồi lắm, giỏi lắm là thọt cái đeo bông hai cái lỗ tai là dữ lắm rồi. Mà Dương nhớ mẹ chồng Dương nói là đeo vàng đồ vô, cái thấy vậy thôi Dương cũng đeo mấy cái đồ mà dạng bằng bạc á vô cho nó nổi nổi mình lên. Hôm nay thứ bảy cuối tuần mà sao quán vắng dữ cả nhà, chắc là món Tây người ta ăn người ta ngán dữ lắm rồi hay sao á. Dương thấy nhà hàng Hoa ở dưới đông dữ lắm. Mà cái nhà hàng Ý này thì lại vắng quá. Đây là đồ ăn đã lên rồi nè, nhìn hấp dẫn quá à. Đây là pizza tôm với lá spinach nè. Cái vô nhà hàng Ý mà ăn pizza với lại spaghetti là phải nói luôn, rất là ngon cả nhà. Đây là spaghetti. Còn mẹ chồng Dương sẽ ăn cái món Dương gọi tạm là nuôi xào đi, chứ cái tên người ta là pasta. Non cho nó gần gũi. Và Dương đang lấy mì spaghetti cho anh chồng Dương ăn nè. Nó nóng quá trời à, chờ chút mới cho Ranvi ăn được. Anh chồng Dương Ấn Độ chứ mà dễ nuôi dữ lắm, cho ăn món gì cũng ăn được hết trơn. Tây Á Ấn hay là món gì cũng được hết trơn á, không có khó ăn, dễ ăn dữ lắm. Dương thấy đàn ông cũng giống nhau một chỗ nha, mặc dù đàn ông Ấn hay Việt gì cũng giống cái chỗ á, là đói bụng rất xấu tính, có nghĩa là không có chịu được đói. Ăn đi con, ăn đi. Ừ, té à, cho té à con. Ba cho con. Ừ. Pizza on what the hell cheese. Ừ. Đây pizza này. Đây là Ranvi nè. Đúng là pizza Ý rất là ngon cả nhà. Khi mà mình ăn đúng cái vị ở bên châu Âu nè, họ làm á, ngon lắm luôn. Nó mềm, nó giòn mà nó thơm nữa. Phải nói sao ta, nói chung là cái vị nó hòa quyện lắm, ngon lắm. Dương á, Dương rất là thích ăn pizza Ý luôn á. Dương thì bình thường cũng không thích ăn mấy cái đồ của Tây như là pizza, gà gán đâu. Nhưng mà đặc biệt ăn pizza ở nhà hàng Ý thì lại rất là thích nha.
giống như ở Việt Nam á, thì Dương cũng giống cái kiểu không có thích pizza, nhưng mà Dương lại thích ăn pizza Forbi của Nhật á. Ở đây thì Dương lại thích ăn của Ý, ngon lắm. Pizza tôm. Tôm hay nó có tươi. Tôm đông lạnh. À, mà cho cái miếng này nào. Ghi nó phải ăn cái miếng cứng cứng nó mới ăn được. Đừng có bỏ xuống đó nha con bỏ đây nè, bỏ lên dĩa của con biết không, đừng có để nó nha, không có tốt không ra. Ngon. Ba món này với lại ba chai nước ngọt là hết 1,1 triệu nè cả nhà. Dương cũng không biết nói rẻ hay mắc hay sao, nhưng mà Dương thấy giá đồ ăn cũng hợp lý lắm. Chỉ có ở đây nó chẹt cái phí dịch vụ, cả nhà thấy không, nó chẹt đâu mình hết hơn 100.000 tiền dịch vụ á. Ở đây là vậy đó nha, mình đi ăn quán ăn nhà hàng là họ tính tiền phí dịch vụ vô cho mình đó. Anh chồng Dương ảnh đang tìm hiểu hỏi người ta mua vé để cho có khu chơi tranh đi chơi không. Nhìn xa xa thì thấy sao cái khu đó em bé lớn lớn mới chơi được. Hỏi thì nói là ở trên lầu có cái khu cho bé nhỏ nữa. Cho nên anh chồng Dương ngủ là thôi dẫn anh Vi mua vé cho nó chơi. Tính ra một vé như vậy là 270.000. Chơi trong đây là 1 tiếng đồng hồ nha, người ta giới hạn cho mình 1 tiếng thôi. Bây giờ đi lên trên lầu để cho Ranvi chơi nè. Cái khu này cũng rộng lớn lắm. Thì Ranvi nó nhỏ quá cho nên nó không có chơi được cái trước mặt đó cả nhà. Là nguyên cái đường ống rộng, người nhún nhảy thì mạnh dạn lắm. Ranvi thì nó chơi kiểu hiền lắm, chơi không có mạnh dạn đâu, không vô đó được. Để cho nó đi qua cái chỗ này nè, chỗ nhà banh rồi mấy cái trò nhỏ nhỏ chỗ này nè phù hợp với nó. Thành Vi chơi hiền lắm, nó vô nhà banh nó thích trái banh dữ lắm, nhưng mà không có dám chơi mà kiểu nhảy đùng đùng rồi chuồn chuồn bường bường như mấy trẻ con chơi đi khác con, là chơi nó buồn cái chuồn dữ lắm. Thành Vi cho nó ngồi vô mà nó ngồi nó nhúng nó tụt tụt xuống là nó kêu bồng nó ra rồi, nó không có dám cả nhà ơi, nó hơi nhát. Sao con sao? Bo, many bo đó con. Bo. So many. Chui vô đâu? Chui đi vô đâu trong này? Có cái gì ở trong này? Rồi cái đít không vậy? Đây nè, cho coi trong này có gì vậy con. À, đi ra. À, đi ra, đi ra. À. Yes, đá. Because inside here đá. Đòn này quay cái mông không à. Đây
Đây nè, mấy anh chị nè mạnh dạn là đi vô đây chơi là thích dữ lắm luôn. Ranh Vi thì phải chờ chắc năm sau mới vô chỗ này chơi được. Mà không biết ảnh có dám không nữa. Ảnh cũng hơi nhát. Chơi một tiếng xong Ranh Vi nó mệt, nó buồn ngủ rồi. Tới giờ ngủ cái nó uống sữa, nó nằm nó ngủ rồi. Bây giờ hai chồng Dương là relax nè cả nhà ơi. Ghé Starbucks cà phê để mua nước uống nè. Hai chồng Dương đang gọi nước uống, mẹ chồng Dương thì ngồi lấy bàn trước ở ngoài rồi. Cái Starbucks chỗ này cũng rộng nữa, đây là bàn ở phía trong nè. Mẹ Dương thì đang ngồi phía ngoài, kiểu ngồi gần cái cầu thang cuốn đó. Nó có cái khu vực ở ngoài, có trang trí cây, cỏ, decor, đồ xanh lắm, dễ chịu lắm nè. Anh chồng Dương lấy nước đi ra rồi nè cả nhà. Nó cái khu vực chỗ này dễ chịu, dễ thương quá. Dương cũng thích nữa. Thế là hai chồng Dương chấm cái trung tâm thương mại này rồi. Lần sau có đi chơi là phải ghé đây thôi. Mấy cái ly này là cỡ vừa thôi đó, mà nó to như là size L của mình không à. Lớn dữ lắm, uống không hết luôn á. Anh chồng Dương ngủ bây giờ ghé vô đây để mình mua quần áo hoặc là đồ chơi gì cho Ranh Vi nè. Rồi, 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 rồi. Đang đi ra ngoài rồi. Nè, ở phía sau nè. Đài phun nước nè. Ê. Đợi phun nước này mấy em nhỏ chơi nè. Chiều rồi đó, 4-5 giờ chiều mà nắng nó gắt dữ lắm. Ở bên đây á, buổi chiều mà cỡ 4-5 giờ là nắng nó mới gắt nha. Nó không có giống như bên mình 1-2 giờ nắng gắt. Còn ở đây á, thời gian mùa hè nó dài á, cho nên nó kéo 4-5 giờ nắng gắt dữ lắm. Đang nắng vậy đó, Ranh Vi nó thấy nước nè. Cái nó chơi, nó đứng hoài luôn, cũng chiều nó luôn. Tại vì lâu lâu mới cho ảnh đi ra ngoài, gặp cái khu này cũng xa nhà, đâu có gần đâu, nên cho ảnh chơi. Người ta thiết kế, người ta làm mấy cái trò về có nước nè, cho mấy em nhỏ chơi nè cả nhà. Hôm nay Dương xin tạm dừng video tại đây nha.